Thưa quý vị, chiều nay 12 tháng 10, Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2024 và giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 3 tháng còn lại năm 2024. Đồng chí Hồ Chân Mừng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Chân Mừng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Trần Phước. Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, lũy kế giải ngân kế hoạch vốn năm 2024 đến hết tháng 9 năm 2024 là 5.370 tỷ 893 triệu đồng, đạt 54,45% tổng kế hoạch đầu tư công và đạt 61,93% vốn giao đầu năm 2024, cao hơn bình quân cả nước. Cả nước tỷ lệ giải ngân đến hết tháng 9 năm 2024 đạt 47,29%. Riêng kết quả giải ngân đối với vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn ngân sách trung ương đạt 62,63%. Cụ thể, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt 61,68%, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt 79,41%, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt 35,42%. Có tổng cộng 32 chủ đầu tư có sử dụng kế hoạch đầu tư công năm 2024, trong đó có 8 chủ đầu tư có tỷ lệ cao hơn bình quân chung của tỉnh và 24 chủ đầu tư có tỷ lệ thấp hơn bình quân chung của tỉnh. Trong quá trình triển khai thực hiện và giải ngân vốn còn gặp một số khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thi công các dự án, như nguồn cát cung cấp cho các công trình còn thiếu, một số dự án còn đang vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục, chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chỉ ra những hạn chế, phân tích nguyên nhân dẫn đến việc giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa được như mục tiêu đề ra. Để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trong những tháng còn lại và năm 2024, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang đề nghị các chủ đầu tư là các sở, ban ngành, địa phương nâng cao trách nhiệm, quyết liệt trong thúc đẩy giải ngân đầu tư công, hiệu quả theo đúng định hướng chỉ thị của Trung ương và địa phương. Các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án, chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho nhà thầu. Đối với các dự án khởi công mới, các chủ đầu tư xác định sự cần thiết đầu tư, sự phù hợp các quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chuyên ngành và mang lại hiệu quả sau đầu tư của dự án. Đối với các công trình có sử dụng nguồn vốn lớn, phải tập trung tối đa đối với các dự án này, tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, ban quản lý dự án các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời giao trách nhiệm cho các địa phương, chủ đầu tư tập trung quyết liệt hơn nữa việc giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho hộ dân, đảm bảo quy định, chính sách của nhà nước để sớm có mặt bằng giao cho các chủ đầu tư tổ chức triển khai thi công dự án. Đối với nguồn cung nguyên vật liệu cát, giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại các mỏ cát, các chủ đầu tư họp bàn với nhà thầu trong việc chủ động tìm kiếm nguồn nguyên vật liệu cát phục vụ các công trình đầu tư công.